Chào các bạn, sau đây chúng tôi tiếp tục gửi đến các bạn tiến độ hạ tầng phân khu số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc thành phố Thủ Đức. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Thank you.